cửa hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy của chị Hường trên đường Khuất Duy Tiến trong vài ngày trở lại đây, ghi nhận lượng khách và đơn đặt hàng tăng vọt. Cửa hàng phải tăng cường thêm giờ đến tận đêm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Rất là nhiều khách hàng đến với chúng tôi là mua bình phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là bình 4 cân ABC, bột ABC và bình cầu 6 cân bột là cái nhu cầu đột biến. Thứ hai nữa là cái nhu cầu mua thang của hầu hết các người dân sống ở chung cư và các chung cư mini thì là tăng đột biến, mua rất là nhiều và dẫn đến cái tình trạng là khan hàng. Người dân cho biết đã tìm hiểu trước về cách sử dụng các thiết bị và được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Việc tự sắm các đồ cứu hộ chữa cháy cho thấy người dân đang dần nâng cao ý thức khi đã chủ động tìm cách bảo vệ an toàn cho mình, thay vì chỉ trông đợi vào lực lượng phòng cháy chữa cháy. Bởi vì là vừa rồi nghe cháy là sợ quá nên là đến nhà cửa hàng mua để ở nhà cho yên tâm có cái gì sử dụng luôn. Các bình chữa cháy, bình bọt chữa cháy và những cái tiêu lệnh dán ở tường để cho mọi người cũng biết phòng tránh. Tôi khuyên nên người dân là cần kiểm tra kỹ thông tin những cái mặt hàng chuẩn đúng với kiểm định của Cục Phòng cháy chữa cháy thì là sẽ tốt hơn, còn những cái mặt hàng mà trôi nổi mà chưa được kiểm chứng thì cần phải xem xét, có nghĩa là cần phải xem xét lại thông tin cho chính xác, sau đó thì mình mới mua, chứ không nên là chạy theo đám đông mà có những cái mặt hàng mà nó kém chất lượng, mình mua về thì sẽ không sử dụng được. Việc mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và gia đình là cần thiết. Người dân cần chú ý mua hàng tại các đại lý uy tín, có chế độ bảo hành, tìm hiểu kỹ giấy tờ kiểm định chất lượng, tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Yêu cầu hướng dẫn sử dụng sơ bộ, không nên mua ồ ạt theo phong trào.